Tôi là Phùng Thị Kim Nga. Tôi là con gái duy nhất của liệt sĩ Phùng Văn Bình. Bố tôi hy sinh khi còn quá trẻ. Lúc đó ông mới 22 tuổi thôi. Và tôi lớn lên là thiếu bàn tay che chở của cha, cho nên là mình cảm nhận được cái việc mà bố mình hy sinh là lúc ấy mình học cấp 2. Mỗi một lần mà dỗ bố ấy thì ông có thắp hương và ông đều khấn là lá vàng thì ở trên cây mà lá xanh thì rụng xuống, con ơi đau lòng lắm. Thì mình chỉ biết đằng sau và túm lấy áo ông và cảm thấy là thế là bố mình mất thật rồi. Thế là rất là, và nghĩ rằng là mình phải đi tìm, chắc chắn là mình phải đi tìm bố và để đưa về cho ông bà. Trước khi nhắm mắt ông cũng nói, bà cũng nói như vậy, là ông nói rằng là phải tìm cho bố cho ông bà. Thế là mình cứ đi mò ở đâu mình cũng cứ mày mò. Đến năm 1997 cũng may mắn là đã có người giúp đỡ là tìm từ cục chính sách, đã lấy được cái thông tin là cha tôi hy sinh ở mặt trận Phú Yên. Và từ đấy thì tôi đã đi vào Phú Yên để tìm cha. Chỉ biết là đã hy sinh năm 1970 và quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ là năm 1978. Nhưng mà khi quy tập lên thì lại không có tên. Thực ra giấy báo tử ấy thì chỉ ghi là hy sinh ở mặt trận phía Nam thôi. Cái đấy là vô cùng khó khăn cho cái việc đi tìm kiếm. Chỉ biết là vào trong nghĩa trang thắp hương cho cha, nhưng mà thắp hương tất cả các đồng đội. Và không biết là mộ nào là mộ của bố mình. Và đến năm 2012 thì sau khi nhà nước cho xây sửa lại hết các nghĩa trang ấy, thì ở trong xã Phú Xuân Bước họ có làm lại tất cả các mộ. Thì mình nhận biết được cái thông tin đấy thì mình vào và mình xin một chút mẫu để về làm giám định gen. Khi mà báo là kết quả của nhà cháu đúng rồi ấy, là cả nhà, tức là cả hai vợ chồng với hai đứa con nữa, là cứ ôm nhau khóc rồi và không ăn uống được nữa. Bởi vì là kiểu như là vui quá, nó vỡ òa trong niềm sung sướng là đã tìm thấy bố mình rồi. Tức là lúc này đúng là tìm thấy ông rồi. Đâu đó mất khoảng 22 năm mới đưa ông về. Quá trình đó là cũng rất là gian lao. Mình cảm thấy mình là người may mắn nhất so với tất cả các bạn của mình, là mình đã tìm được bố mình và mình đã bằng cái phương pháp mà của khoa học bây giờ là giám định ADN để mà xác định đúng được cái bố mình, để đưa bố mình về. Hầu như mọi người cũng chưa tìm thấy đâu, hoặc là đâu đó trước đây cũng có tìm, nhưng mà họ chỉ tìm cũng bằng tâm linh. Họ vào đấy họ bảo là cũng chỉ là bốc một nắm đất mang về thôi, và cũng tổ chức và cũng có đưa vào nghĩa trang, nhưng thực sự là chưa phải là tìm thấy đúng cốt. Hoặc là có những người mang xương cốt về nhưng cứ bốc mang về thôi, thì mình cũng rất lo rằng là nếu như vậy thì có thể bị lẫn của người khác. Hoặc là có người thì rất muốn làm giám định thì lại không còn người thân để làm giám định nữa. Cái đấy là cái cũng rất là đau xót. Mẹ tôi sinh được 10 anh chị em, có 6 anh con trai là đi nhập ngũ và 2 anh hy sinh. Anh trai tôi là anh Nguyễn Văn Trương, nhập ngũ năm 1975. Thế còn anh Nguyễn Văn Đề thì nhập ngũ năm 1971, hy sinh năm 1972 ở Quảng Trị, chiến trường Quảng Trị. Và hiện nay thì gia đình đang đón được mộ của hai anh đều về quê cả. Ý nguyện để đi tìm hài cốt liệt sĩ thì ý nguyện của tất cả các anh chị em trong gia đình, nhưng một động lực mạnh nhất là của mẹ. Mẹ tôi là Tạ Thị Sằm, năm 2014 thì đã được Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý mẹ Việt Nam anh hùng, vì lý do là mẹ có 2 con là liệt sĩ. Mẹ đã bao nhiêu lần ốm, nghĩ về các anh ốm nhiều lắm, thậm chí là có những lần thì nhập viện, hoặc có những lần như thể là không qua khỏi. Nhưng mà vì là nghĩ đến các anh nhiều lắm cho nên là vẫn phải chờ bằng được để cho các anh khi về quê. Hồi đấy cụ chỉ nghĩ là nếu như là kiểu là chỉ có mẹ con với xét nghiệm được ADN với nhau, cho nên là cụ đã giấu các con cháu và cụ đã giữ lại 2 cái răng cuối cùng. Đến khi tôi đi vào trong Bà Rịa Vũng Tàu để lấy hài cốt lên để xét nghiệm ADN, thì trước khi đi thì cụ có trao cho một chiếc răng. Và cụ bảo đấy là một chiếc răng cuối cùng của cụ để cụ giữ lại. Nếu như sau này cụ mất trước,
mà chưa kịp tìm ra thì cũng cứ giữ lại chiếc răng để tìm ra. Đi hỏi các con, các cháu, người ta bảo bây giờ là vì sao mà chưa tìm được các bác, là lý do là không có tên, có tuổi và không có địa chỉ rõ ràng. Thì chỉ bằng đi xét nghiệm ADN thì cũng không biết, hồi đấy các cụ cũng chưa biết là xét nghiệm ADN là cái gì đâu. Nhưng mà người ta bảo, chỉ biết người ta bảo là xét nghiệm ADN thì phải có răng hoặc là có cái tóc. Thì cụ bảo tóc của cụ thì cũng nhiều, nhưng mà răng thì hiếm. Thì còn cái răng cuối cùng thì cụ giữ lại để nếu như mà cái phần tóc không được thì lại còn phần răng. Đấy. À, năm 2000 ấy, thì mình hay xem cái chương trình Nhắn Tin Đồng Đội lắm. Thế là mình viết đơn lên đài truyền hình. Thì là có một bác cựu chiến binh. Thì bác nói là trên đường quay trở về đơn vị thì thấy 4 liệt sĩ hy sinh, thì là bác cùng với 6 người nữa là chôn cất ở chỗ ranh giới giữa Việt Nam với Campuchia ấy. Thì trong đấy cũng có một người là Nguyễn Văn Trương. Thế thì bắt đầu mình vui lắm. Lúc đấy là cũng gọi điện về cho gia đình luôn. Thì là báo là như thế. Nhưng mà đấy là chỉ là một cái thông tin, nhưng mà thông tin rất là quý báu. Nhưng mà từ sau cái cuộc điện thoại đấy là cả một hành trình vất vả luôn. Cháu đã đi từ Sài Gòn vào tất cả các nghĩa trang. Và cứ ai mách đi đến đâu thì cháu nó đi đến đấy. Cuối cùng cũng gọi được, tìm được bác ở trong nghĩa trang Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau khi mà có một cái kết quả về cái giám định ADN là chính xác, thì thậm chí là trông ngóng gần một năm trời. Cụ rất là yếu, yếu lắm mà trông ngóng lắm. Nhưng sau khi có kết quả cái về là cụ khỏe hẳn lên. Trước khi ra đi là cụ rất là mãn nguyện. Mãn nguyện ghê lắm, là vì là đã tìm được hài cốt liệt của hai con về quê. Gia đình tôi đã mãn nguyện rồi, nhưng mà trong Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình và ở quê hương tôi còn rất nhiều các liệt sĩ. Thì hiện giờ cũng đang muốn trông ngóng và đi tìm, thậm chí người thân đi tìm rất rất nhiều lần rồi nhưng chưa mang được hài cốt về. Tôi là Nguyễn Văn Bóc, sinh năm 1953, năm nay tôi gần 70 tuổi. Tôi có anh trai là Nguyễn Văn Bọc. Đúng ngày sinh của ông ấy là ngày 25 tháng 7 năm 1949. Thì anh tôi viết đơn tình nguyện bằng máu vào bộ đội. Và ngày 22 tháng 2 năm 1968 thì anh tôi lên đường. Ở nhà mẹ tôi năm 76 có tiếp nhận cái giấy báo tử anh tôi. Anh tôi lên đường, cái từ đấy là tôi không nhận được cái thông tin một lá thư hoặc có lời viết gì cả. Cũng không có nhận được tín hiệu là đơn vị nào phiên hiệu gì ở chiến đấu ở chiến trường nào, thì hầu như đơn vị tôi không nắm được. Và giấy báo tử thì chỉ ghi là đơn vị GMT và hy sinh tại mặt trận phía Nam. Tôi không trách gì ai cả về cái công tác quản lý hồ sơ mọi vấn đề. Nó do bây giờ thời buổi bây giờ đất nước còn nghèo khó, thế hệ nó chuyển giao thế hệ kia về hồ sơ thì nó gặp khó khăn. Tôi là Nguyễn Văn Phước, là thân nhân và là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc. Từ những cái năm 2000 thì chúng tôi cũng lúc đó thì về cái công tác thông tin đại chúng của đất nước ta thì về để truy tìm một liệt sĩ thì nó rất là khó khăn. Những năm 2009 trở lại đây, công nghệ thông tin, internet cũng như phát triển, thì anh em chúng tôi là thế hệ sau thì cũng có đăng những cái bài đăng tìm kiếm một liệt sĩ cho chúng tôi. Thì vừa rồi năm 2020 thì các cháu nó tìm trên cổng điện tử thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì có phát hiện ra là cái ngôi mộ là Nguyễn Văn Bọc. Đơn vị không có, quê quán không, chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc thôi. Và ngày hy sinh là ngày 26 tháng 12 năm 1971. Thì theo giấy báo tử trước thì là hy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1970. Con và cháu tôi cũng xuống cục chính sách Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đặt vấn đề và xin được giám định ADN. Nếu đúng, mong muốn của gia đình tôi là được đón anh tôi về quê. Chúng tôi rất là tin tưởng vào cái khoa học công nghệ bây giờ. Dùng công nghệ khoa học là dùng ADN. Quan điểm của chúng tôi tìm kiếm để đích xác thì chúng tôi mong muốn là phải được giám định ADN. Nó trùng khớp với dòng gen của gia đình chúng tôi thì chúng tôi mới mang về.